Ngày 7 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Sông Công đã tổ chức hội nghị lần thứ 20 mở rộng khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã quán triệt và thông tin về 12 nội dung văn bản mới của Trung ương như chỉ thị số 23 ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Quy định số 96 ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, v.v. Hội nghị đã đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị thành phố 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm. Những tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn theo giá so sánh năm 2010 ước đạt trên 5.600 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch, tăng 2,92% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng sản lượng lương thực cây có hạn ước đạt trên 10.000 tấn, bằng 47,45% kế hoạch, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách ước đạt 252 tỷ đồng, bằng 30,2% kế hoạch tỉnh giao, bằng 20% kế hoạch thành phố. Công tác văn hóa xã hội triển khai thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, Thành ủy đã thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Cũng tại hội nghị này, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào 24 nội dung về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 8, dự kiến tổ chức trong 2 ngày 12 và 13 tháng 7 năm 2023. Trên cơ sở đó, dự báo tình hình thời gian tới, đề xuất bổ sung các nhiệm vụ giải pháp cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Từ nay đến cuối năm, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, trong đó tập trung làm tốt công tác đầu tư, khởi công các dự án trong kế hoạch đúng tiến độ, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, sử dụng vốn đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và sự chỉ đạo của tỉnh để hoàn thiện đề án nâng cấp đô thị loại 2, chuẩn bị cho diễn tập phòng thủ thành phố năm 2023, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.